Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Quận 3 về việc giao Quận 3 cải tạo, chỉnh trang các hạng mục phần lõi công viên Hồ Con Rùa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa nhằm đồng bộ với khu vực vỉa hè xung quanh đã được cải tạo trước đó. Hồ Con Rùa có diện tích hơn 3.800 m², gồm hồ nước hơn 2.200 m², đường dạo 937 m² và mảng xanh 617 m². Hiện phần vỉa hè và đường dạo có chất liệu không đồng bộ, hồ nước có hiện tượng bị thấm nên không giữ được mực nước ổn định. Ủy ban Nhân dân quận 3 đặt mục tiêu, sau khi hoàn thành cải tạo chỉnh trang, khu vực sẽ được đầu tư phát triển thành phố đi bộ. Dự kiến phố đi bộ Hồ Con Rùa gồm 5 khu chức năng, trong đó có khu ẩm thực ở đường Trần Cao Vân, đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Hồ Con Rùa, khu giải trí ở đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn từ Hồ Con Rùa đến đường Nguyễn Đình Chiểu.